Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 17 Tây tháng 3. Thì giá mới cập nhật hôm nay thì giá anh Long tiếp tục tăng khoảng 1.000 đồng một ký so với chiều ngày hôm qua nha. Chiều hôm qua nó đã bứt phá tăng khoảng 2.000 đồng một ký so với buổi sáng hôm qua. Buổi chiều tăng thì đến trưa hôm nay thì giá anh Long tiếp tục tăng. Sắp sửa cán mốc 40.000 đồng rồi nha bà con. Thì cũng xin chúc mừng mấy bà con nào đang có anh Long bán trong cái đợt trái đợt này nè. Hiện tại lái mua úp cần tại vườn cho bà con mình từ 22 đến 23.000 đồng một ký nha, mua xô tại ruộng. Thì nứt bỏ nha bà con, còn nhiều là gom hết, giá 22 đến 23.000 chỉ có nứt bỏ thôi. Còn giá lông ruột trắng thì nó hiện tại nó không có dấu hiệu phục hồi nha. Hôm nay nó cũng giá nó cũng chưa có lên. Giá lông ruột trắng hiện tại Bình Thuận thì nó dao động hàng đẹp VIP từ 12 đến 15 ngàn nha. Rồi bây giờ cập nhật giá lông ruột trắng hàng đẹp 12 đến 15 ngàn, sàn 8 đến 11 ngàn, hàng dạt 3 đến 6 ngàn. Nếu giá lông ruột trắng nó có biến động thì chiều mình sẽ cập nhật tiếp cái video để gửi đến cho bà con mình nha. Rồi giá lông ruột đỏ loại 1 37.000, loại 2 32.000, loại 3 27.000, loại 4 16.000, loại 5 10.000, hàng nước ép từ 7 đến 9.000 nha. Rồi bà con nào mà có quan tâm thì chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh đi bà con. Đăng ký kênh để cập nhật cái giá anh Long mới nhất mỗi ngày. Rồi hôm nay mình cập nhật nhanh giá anh Long đến đây cũng xin kết thúc. Chào bà con các bạn, gặp lại video sau nha.